Ngày 14 tháng 6, Trung tá Đoàn Mạnh Toàn, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã yêu cầu tài xế Lương Trọng, 34 tuổi, ngụ tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương tới làm việc và thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Ông Trọng chính là người điều khiển xe tải lấn làng vượt ẩu, gián tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 qua xã Liên Đầm, huyện Di Linh vào chiều 11 tháng 6. Vụ tai nạn đã bị một camera hành trình ghi lại, khi phát trên mạng xã hội đã gây bức xúc cho nhiều người. Theo trung tá Đoàn Mạnh Toàn, hành vi của tài xế trọng đã vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản tạm giữ xe tải do ông trọng điều khiển trong 7 ngày, đồng thời áp dụng mức phạt cao nhất quy định tại nghị định 100, tước bằng lái của ông trọng 3 tháng, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng. Ngoài ra, phòng Cảnh sát giao thông còn mời chủ xe lên làm việc, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thuê lái xe, giao xe cho tài xế khi tham gia giao thông vận chuyển hàng hóa.